Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Có nhiều bạn băn khoăn rằng trong ba kỳ thủ được coi là mạnh nhất mọi thời đại bao gồm Manu Kassen, Garry Kasparov và Bobby Fischer, ai mới là người thực sự mạnh nhất? Thật khó có câu trả lời vì thời kỳ đỉnh cao của ba người lại ở vào ba thời điểm khác nhau. Giống như bạn so sánh Pele, Maradona, Zidane và Messi, ai mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Tuy nhiên thì bằng vào công nghệ hiện đại, người ta đã tạo ra một trận đấu vô tiền khoáng hậu giữa vua cờ Manu Kassen và bóng ma của huyền thoại Bobby Fischer, người đã mất cách đây 14 năm. Trận đấu này diễn ra vào lúc nửa đêm theo giờ Việt Nam, tương tự như trận đấu giữa Korchnoi và hồn ma của đại kiện tướng Gerard Marovsky đã mất 34 năm. Bạn nào chưa xem trận đấu giữa người và ma này thì admin có để link ở dưới video. Các bạn có thể vào xem nhé. Trận đấu này thì dựa hoàn toàn vào công nghệ khi mà người ta sử dụng trí tuệ nhân tạo với những thuật toán máy học tiên tiến nhất để học toàn bộ những ván cờ của Fischer, tạo ra một con bot Fischer để đấu với vua cờ. Theo đo lường của AI, Elo của Fischer tương đương với mức 2881, dù trước đó thì hệ số Elo cao nhất của ông chỉ đạt tới 2790. Như vậy thì sau 47 năm, hệ số Elo của Fischer cũng bị lạm phát lên đến 91 điểm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa vua cờ Manu Kassen và hồn ma của Fischer được dựng lại qua công nghệ trí tuệ nhân tạo nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp vào hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để ủng hộ và động viên admin nhé. Trước một trong những kỳ thủ mạnh nhất mọi thời đại, vua cờ Kassen không dám coi thường, liền sử dụng tuyệt chiêu E4 để khởi đầu ván cờ. Fischer nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt C5, sử dụng phòng thủ Sicilia sở trường để chống lại cao thủ số 1 thế giới hiện nay. Trắng nhảy mã F3, nước cờ tấn công được coi là mạnh nhất cho trắng. Đen đẩy tốt E6, triển khai hệ thống Sveinigen, quyết chơi đuôi công sòng phẳng với vua cờ. Trắng dâng tốt D4 đánh chiếm trung tâm. Đen ăn tốt sang D4, trắng ăn mã lên D4. Đen phi tượng lên C5, tấn công mã trung tâm. Trắng lùi mã về B3 bắt tượng. Đen lại chạy tượng về E7. Trắng phát triển mã cánh hậu lên C3, đưa quân ra kiểm soát trung tâm. Đen cũng đưa mã lên C6. Trắng triển khai tượng lên F4, chĩa sang phía cánh hậu, rình rập. Đen đẩy tốt D6, giữ vững thế trận. Trắng lên hậu D3, mở đường cho vua nhập thành. Đen nhảy mã F6, vừa phát triển quân, vừa gây áp lực lên trung tâm E4. Trắng đẩy tốt H3, chuẩn bị dâng tốt G4, tiến đánh cánh vua. Phán đoán trắng chuẩn bị nhập thành dài, đen liền dâng tốt A5, sẵn sàng tiến đánh cánh hậu. Quả nhiên là trắng đã nhập thành dài, triển khai xe tham gia tấn công trên cột D. Nước đi này lại khiến cho vua trắng lại rơi vào trận địa mai phục của đen. Không chậm trễ, đen thúc tốt tràn sang A4 tấn công mã. Trắng chạy mã về D2, thừa thế xông lên. Đen tiến tốt xuống A3, đột phá thẳng vào trận địa, tốt bảo vệ vua trắng. Thế nhưng thì có vẻ như Kassen đã tính đến phương án này, không hề nao núng. Trắng ăn tốt lên A3. Đen bất ngờ dâng tốt D5, phản kích vào trung tâm và mở đường cho tượng E7 tham gia tấn công. Trắng nhảy mã lên B5, bảo vệ tốt A3 và đe dọa sẽ vào C7 chiếu bắt xe. Đến lúc này thì đen cũng không dám nấn ná để vua ở giữa bàn cờ lâu, vội vã nhập thành di chuyển vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trắng chủ động lao tượng vào C7 bắt hậu, chặn đường lên A5 để tấn công vua của đối thủ. Đen chạy hậu lên D7 tránh đòn. Trắng lắc hậu qua G3. Đen nhảy mã lên H4 tấn công hậu. Trắng chạy hậu về H2, duy trì kết nối với tượng trên đường chéo chiến lược H2-B8. Lúc này thì đen mới dám ăn tượng vào A3 chiếu. Trường hợp mà trắng ăn mã về A3 thì đen sẽ ăn xe vào A3,
Trắng lên vua B2 bắt xe thì đen sẽ đẩy tốt E5, phế xe để chia cắt hậu với tượng C7. Trắng ăn tượng với E5 thì đen sẽ ăn mã lên E5. Trắng ăn vua lên A3 thì đen sẽ qua hậu C7 để bảo vệ mã. Trắng chạy vua về B2 thì đen sẽ lên tượng E6, mở đường cho xe qua tham chiến, và đen sẽ tạo ra một thế trận tấn công khá mạnh nhằm vào vua trắng. Do đó mà trắng không dám ăn tượng mà đã chủ động chạy vua vào B1 để né đòn. Đen qua hậu E7, dình phi lên B4 tấn công vua. Thấy nguy, trắng vội vã lùi tượng với D6, bịt đường lên tấn công của hậu, đồng thời gạ đổi quân nhằm hóa giải thế tấn công của đen. Không thể tránh cuộc giao chiến này, đen đành ăn tượng vào D6. Trắng ăn hậu vào D6, tiếp tục gạ gẫm đen đổi hậu. Chưa muốn đổi hậu ngay vì vua trắng đang bị hở, nên xách hậu chạy lên F6. Trắng lùi hậu về C5 thủ thế. Đen qua xe D8, huy động quân ra các cột ở trung tâm. Trắng nhảy mã lên B3, đen lên hậu E5. Trắng ăn tốt vào D5, đen ăn tốt lên D5. Trắng lùi mã về D4, đứng tấn ở trung tâm. Ở vị trí này thì mã trắng vừa công lại vừa thủ, rất là lợi hại. Đen phi mã về F4, tìm cách đưa mã ra ngoài biên, tiến về phía trung tâm. Trắng đẩy tốt G3 đuổi mã. Đen chạy mã về E6, vừa chạy vừa tấn công hậu và gây áp lực lên con mã đen ở D4. Không muốn mất tem chạy hậu, trắng bèn đuổi mã về E6. Đen ăn tượng lên E6. Trắng phi tượng lên B5, mở thông hàng 1 cho hai xe liên kết nhau, sẵn sàng tham chiến ở các điểm nóng. Đen đưa tượng lên F5, chĩa về phía vua trắng rình rập. Trắng huy động xe qua E1 tấn công hậu. Đen chạy hậu với F6. Trắng đẩy tốt G4, tấn công tượng. Đen chạy tượng lên E4, chấn giữ trung tâm. Trắng lùi tượng về D3, tìm cách đổi con tượng xịn sò của đen. Biết rằng khó có thể tránh được cuộc giao chiến này, nên đành ăn tượng vào D3. Trắng ăn xe lên D3. Ở đây thì trong lúc chưa làm gì được đen, có thể lên tốt H6 để mở cửa sổ. Trắng ăn xe lên D5 thì đen sẽ ăn xe lên D5. Trắng ăn hậu vào D5 thì đen sẽ ăn hậu vào F2 bắt xe. Trắng chạy xe sang D1 thì đen sẽ thí xe vào A2 ra đòn, và đen sẽ tạo ra một thế trận tấn công cực mạnh. Tuy nhiên thì đen đã đẩy tốt B6 để bắt hậu, hòng cài bẫy trắng. Trường hợp mà trắng ham ăn tốt B6 thì đen sẽ có cơ hội đưa xe qua B8 tấn công trên cột B. Trắng chạy hậu xuống C7 thì đen sẽ tung mã lên B4 bắt xe, đồng thời sẽ tấn công con tốt ở A2 và C2, khiến cho trắng khó có thể chống đỡ. Trở lại ván cờ, không dám làm liều, trắng bèn chạy hậu về C3, tìm cách đổi hậu để hóa giải thế tấn công như vũ bão của đen, đồng thời sẽ đưa về cờ tàn, nơi mà các sen tự tin có thể mạnh hơn bất cứ kỳ thủ nào trong lịch sử. Thế nhưng Fischer rất là tinh quái, ông không dạy gì để đổi hậu trong những thế cờ như thế này. Ngay lập tức, đen ăn hậu vào F2 bắt xe. Trắng chạy xe sang D1, chồng xe trên cột D, hòng bắt lại con tốt ở D5. Biết khó có thể giữ được, đen từ bỏ vị trí bảo vệ tốt để đưa xe qua C8 rình rập. Trắng ăn xe vào D5, đe dọa sẽ phế hậu vào C6, dụ cho đen ăn xe lên thì sẽ thọc xe xuống D8 để chiếu hết. Tuy nhiên thì ngón đòn trẻ con này không thể qua được mắt huyền thoại Fischer. Ông nhanh chóng đẩy tốt H6, mở cửa sổ cho vua thoát lên để phòng có biến. Trắng qua xe F5 tấn công hậu. Đen chạy hậu sang E2 bắt xe. Trắng tiến xe lên D2, đuổi hậu đen khỏi hàng ngang số 2. Đen chạy hậu với E4. Trắng qua hậu F3, tiếp tục gạ gẫm đen đuổi hậu. Nước đi này đã nằm trong tính toán, nên đen lập tức chạy hậu sang A4, uy hiếp vào điểm yếu A2. Thấy nguy, trắng vội vàng đẩy tốt C3,
mở thông hàng 2 cho xe phòng thủ. Đen nhảy mã lên A5. Lo ngại mã đen sẽ đột nhập vào C4. Trắng liền đuổi mã vào A5. Nên ăn xe lên A5. Ở đây trường hợp mà trắng ăn xe vào F7 thì đen sẽ qua xe E8. Đe dọa sẽ thọc xe xuống hàng 1 chiếu. Trắng lùi hậu với F1 từ thủ. Ở đen sẽ qua hậu E4 chiếu. Trắng chạy vua sang A1 thì đen sẽ thọc hậu xuống E1 chiếu bắt xe. Trắng lùi xe về D1 để che chắn thì đen sẽ ăn hậu vào C3 chiếu. Trắng chạy vua về B1 thì đen sẽ lùi hậu về B4 chiếu. Trắng chạy vua về A1 thì đen sẽ phế xe vào A2 chiếu. Trắng ăn vua lên A2 thì đen sẽ qua xe A8 chiếu hết ngay. Còn nếu mà khi đen chiếu hậu E4 mà trắng lại chạy vua lên B2 thì đen sẽ lùi hậu về E6 bắt xe và đe dọa sẽ ăn vào A2 khiến cho trắng đầu đuôi không thể cứu được nhau. Do đó thì dù nhìn quân tốt F7 rất là ngon, song trắng không dám làm liều. Sau một hồi suy nghĩ, trắng lại qua hậu D3. Có lẽ là trắng định thọc hậu xuống D7, ép đen phải đổi hậu về cờ tàn. Đen lao hậu xuống A3, né đòn, đồng thời hợp sức để tấn công con tốt yếu ở C3. Theo chúng tôi thì ở đây, trắng có thể thí xe vào F7 để phản công lại. Đen ăn vua lên F7 thì trắng sẽ lao hậu xuống D7 chiếu. Đen chạy vua lên G6 thì trắng sẽ lùi hậu với D3 chiếu. Đen chạy vua sang F6 thì trắng sẽ sang hậu F3 chiếu. Đen chạy vua E6 thì trắng sẽ lên hậu E4 chiếu. Đen chạy vua về F7 thì trắng lại xuống hậu B7 chiếu. Đen chạy vua lên G6 thì trắng sẽ lùi hậu với E4 chiếu. Và cứ lập ly lập lại các nước chiếu để cầu hòa. Trở lại ván cờ thực chiến, trắng không dám mạo hiểm, liền đưa xe qua C2 để bảo vệ tốt. Không làm gì được đối thủ, đen lại rút hậu với E7 để rình dập. Trắng qua xe E2 tấn công hậu, ngăn chặn không cho hậu đen thọc xuống hàng 1 để quậy phá. Đen chạy hậu sang C7, tiếp tục uy hiếp tốt C3. Đến nước này thì trắng đã ngứa tay, không chịu nổi nữa. Bèn ăn xe vào A5, nên ăn tốt lên A5, mở toang cột B cho xe tham gia tấn công vua. Thấy vậy, trắng chủ động chạy vua lên C2, vừa bảo vệ tốt, vừa tránh khỏi cột mở B. Tuy nhiên thì đen vẫn đưa xe qua B8, chiếm lĩnh cột mở chiến lược này. Thấy nguy, trắng bèn lùi vua về C1, chuẩn bị qua xe B2 nghênh chiến. Ở đây thì đen có thể lên hậu B6, độc chiếm cột mở B, đồng thời đe dọa tập kích vua trắng ở G1. Tuy nhiên thì đen đã chuyển hướng, đưa xe qua D8 tấn công hậu. Trắng chạy hậu sang E3, đen tiến hậu lên C4, từ từ siết chặt vòng vây. Thấy nguy, trắng bèn qua xe D2 để gạ đuổi xe, giải cứu cho vua. Đen lại rất cáo già, khi đã qua xe C8, tấn công vào điểm yếu C3. Theo chúng tôi thì đã chót thì phải chết. Trắng nên đưa vua lên B2 để cố thủ, bảo vệ tốt. Tuy nhiên thì có lẽ bị sức ép quá lớn, nên trắng đã đưa hậu qua D3, tìm cách đổi hậu để đưa về cờ tàn xe, nhằm hóa giải thế công của đen. Sau một hồi tính toán, thấy đổi quân lúc này là có lợi cho mình, nên đen lập tức ăn hậu vào C3 chiếu. Trắng ăn hậu sang C3, nên ăn xe vào C3 chiếu. Trắng chạy vua lên B2, nên ăn xe sang H3, tỉa dần các tốt của trắng. Kém 2 tốt, trắng lao xe lên C5, cố gắng bắt con tốt A5, hòng tạo ra con tốt thông ở cột A. Đen cũng không thèm giữ con tốt này, mà qua xe G3 bắt lại tốt. Trắng đẩy tốt A4, đen ăn xe lên G4, trắng ăn xe vào A5. Lúc này thì đã đưa về thế cờ xe 3 tốt đấu với xe tốt. Trong đó thì đen có đến 3 quân tốt thông liên kết ở bên cánh vua, trong khi trắng chỉ có một tốt thông cánh hậu. Đen dâng tốt G5, trắng lên vua B3, ôm tốt để tiến lên. Đen tiếp tục đẩy tốt H5.
trắng qua xe E5, đen thúc tốt tràn sang H4. Trắng cũng tiến tốt lên A4, đen thọc xe xuống G3 chiếu. Trắng chạy vua lên B5, đen đẩy tốt xuống H3. Đến lúc này thì trắng không thể làm ngơ được nữa, đành phải lùi xe về F1, thiết lập phòng tuyến cuối cùng ở hàng 1 để ngăn tốt đen xuống phòng hậu. Đen lùi xe về G4 chiếu. Trắng tiến vua lên B5, thầm nghĩ càng chiếu thì anh càng thích. Welcome. Đen lại tiến xe xuống G2. Trắng đẩy tốt A6. Đen qua xe A2, ngăn chặn tốt trắng tiến xuống. Trắng tiến vua xuống B6, tiếp tục ôm tốt để tiến xuống phong hậu. Đen thúc tốt tiến xuống G4, phản công lại. Trắng qua xe G1 bắt tốt. Đen đẩy tốt F5. Trước sự hung hăng của đen, trắng chạy xe sang C1 để tránh đòn. Đen tiến tốt xuống H2. Với việc cắm chốt tận H2, đen đe dọa sẽ đẩy tốt G xuống để hỗ trợ xuống phong hậu. Còn đối với tốt thông của trắng, xe đen đã đứng tấn ở phía sau, sẵn sàng hy sinh vào con tốt này. Đến đây thì biết không còn cơ hội chống đỡ nữa. Vua cờ Manukasen lịch sự dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị thua mất mặt. Trường hợp mà trắng cố gắng chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.